Cái này là ngày cúng nha cả nhà. Đi rồi. Rồi, anh bài xe thôi, anh bài xe nè. Cúng quá. Miếng, mua theo miếng. 63 loại hả? Chặt nhỏ không? Thôi mà 2 năm. Đi lọ. 60 chặt nhỏ luôn cho coi. Quay để xem lại chung cảnh cho cả nhà. Rồi. Mấy chân mấy ba lạng, ba lạng. 60 đùi chặt nhỏ. Chị vô này đúng không? 60 đùi nhỏ. Cái gì phòng đó? Nó đó. Tóc bạc 60 đùi nhỏ. Đây là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trăm chắc cây nha chị, 300 chứ ơi, là nửa ký nguyên ngoài xe Thảo ơi, cái này mốt có gì đặt không? Rồi 270 có nhỏ có sữa ra không?
bốn mình nó chắp vô. Chặt 8 chồng đi. Thank you.
ở trong lò hút chân nha. Hai miếng này đi, hai miếng chia đôi, một miếng mỗi miếng một ký á, là 2 ký á. Xin chào tất cả các nhà nha. Đây, sát thủ bắt đầu ra tay nha. Còn các bạn nè, bắt đầu ra tay. Nước ký ba đội để nguyên. Nói gì chỗ này chấm 8 đi. Cho em cái móc đi kìa, móc ở đây nè. Được luôn. Cái này 600 gram. Cái miếng này cho cô nửa ký nha. Nửa ký để nguyên mà xem. Bỏ trả lại em chị. Thì vừa tầm thôi chứ không có hơn kia đâu mà. Không có hỏi nhiều, cũng không có đạt nhiều nữa. Em gái ăn cái này cho cô nửa ký. Rồi, cô đổi chút xíu. Cái gì cũng ngon á, chứ chị chấp tám rồi. Cái gì ngon bao nhiêu? 3 ký 4. Nửa ký ngoài xe để nguyên nha. 3 ký 4, nhả 2 ký là 5 ký 1 tổng cộng đó. Mố chổi là em lấy đâu cái nhả. Mố đậu cho con lấy mấy nhả. Đổi nào, nửa ký để nguyên không. Rồi, biết chắc nè. Rồi, nửa ký để nguyên không. Rồi, nửa ký trên 7 đi. Để nguyên ha. Đã nguyên. Rồi, rồi. Đi đây bọn mình tính tao nữa là tiếp. Đây đưa má qua đi vô. Nửa ký để nguyên ngoài xe nãy giờ. Nhanh chị vậy. Lên không còn. Em phải còn mình cắt không cái gì mình đi. Nửa ký để nguyên ngoài xe hết. Rồi. Đây 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 đây. Có này thôi. Tiền ký liền. Rồi 57 48. Nhân cho tấm hình nhân. Nhân cho tấm hình nè. Cho anh chụp tấm hình nè. Anh nói mặt em anh cứ chụp lại đi chứ anh đừng chụp cho em tạo dáng nó còn bị đơ. Không có một hũ chi tới. Nửa cái đùi chặt. Rồi nửa cái đùi chặt luôn cho ngày để nguyên. Cái này 1.2 được không chị Ly, bao rưỡi? Đùi có chặt không? Như đùi, như đùi. Cái đùi chặt. Đây quá coi làm những gì nước còn. Chấm rưỡi hết tiền không? Rồi con Du tính chấm rưỡi thôi. Chấm rưỡi vô. Em lúc em đang lao động mà nó nét đẹp nhất đó của em á. Ghét gì sợ bỏ vậy hỏi sao không ghét phải rồi. Bớt cười là kia không?
Dạ 150 thôi. Đi về chứ